Chào mừng quý khán giả đến với bản tin Esports ngày 28 tháng 12. Chương trình hôm nay sẽ gồm có những nội dung nổi bật sau đây. Chơi thiếu người, Việt Nam vẫn thắng dễ Malaysia. Marcus Rashford tỏa sáng, Man United bay cao ở sân nhà. Atletico Madrid và Real Betis đàm phán về Borja Iglesias. Hôm qua, sân Mỹ Đình chứng kiến màn quyết đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Trận đấu có nhiều ý nghĩa phân định ngôi nhất bảng B ở kỳ FA Cup năm nay. Dưới kỳ nguyên của huấn luyện viên Park Hang-seo, Việt Nam chưa bao giờ thua Malaysia nên sự tự tin là một điều dễ hiểu với những chiến binh sao vàng. Bởi nếu giành chiến thắng, đội chủ nhà sẽ nắm lợi thế lớn để giành ngôi nhất bảng. Ngược lại, Malaysia đang ở quy nguyên mới của huấn luyện viên Kim Bangon, người quyết tâm cùng các học trò chinh phục trào lửa Mỹ Đình. Nhưng sau 90 phút, kịch bản lại trái với mong muốn của những vị khách. Sở hữu 6 điểm tuyệt đối sau những trận đã đấu, đội tuyển Malaysia tràn đầy tự tin để đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2022. Thế nhưng sự tự tin đó đã bị dội gáo nước lạnh khi tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 28. Từ tình huống đá phạt góc của Hùng Dũng, trung phong áo số 22 đã có pha bật cao đánh đầu thành công. Chỉ ít phút sau, Văn Toàn khiến cho đội tuyển Việt Nam rơi vào thế mất người khi nhận thẻ vàng thứ hai. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn thi đấu ấn tượng. Bước ngoặt của trận đấu đến ở hiệp thi đấu thứ hai, Azan Admin đã có pha đánh ngụy rất kín với Văn Hậu. Điều này đã khiến anh phải nhận thẻ đỏ và mang về quả 11m cho những chiến binh sao vàng. Ở cự ly quen thuộc, Quế Ngọc Hải không mấy khó khăn để nâng tỷ số lên 2-0. Những phút còn lại, Hoàng Đức là người đã hoàn tất chiến thắng 3 sao trước Malaysia. Chiến thắng quan trọng này đã giúp cho đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo có được vị trí nhất bảng và rộng cửa đi tiếp. Đây đã là trận đấu cuối cùng của năm 2022. Hôm nay chúng tôi đã có màn so tài cùng đội tuyển Malaysia. Kết quả của trận đấu là 3-0. Đến lúc này tôi cảm thấy rất vui. Tôi đã động viên các cầu thủ trước khi bước vào trận đấu. Họ đã thực hiện tốt các ý đồ chiến thuật. Chiến thắng này như là món quà của tôi và toàn đội gửi đến người hâm mộ để thay lời cảm ơn. Chúng tôi đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn. Chúc mừng đội tuyển Việt Nam, các bạn xứng đáng để có được chiến thắng ngày hôm nay. Tôi gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Malaysia vì đã không thể khiến cho họ có được niềm vui. Chúng tôi đã mắc một số lỗi khá đáng tiếc nên dẫn đến việc phải nhận các bàn thua. Ngoài ra, các học trò của tôi cũng đã có cơ hội nhưng họ không tận dụng thành công. Sau thắng lợi sát nút 3-2 trước Myanmar, Singapore có chuyến hành quân đến Lào cho lượt trận thứ hai ở bảng B AFF Cup 2022. Phút 32, từ quả đá phạt của Arifin, hậu vệ Irfan Fandi bật cao đánh đầu mở tỷ số cho các vị khách. Đến phút 90+4, cầu thủ vào sân thay người Sawan Anwar tận dụng sai lầm của thủ môn Keo Suvarnasanso ấn định thắng lợi 2-0 cho đoàn quân huấn luyện viên Nishigaya. Như vậy, với 6 điểm sau hai lượt trận đầu tiên, Singapore đang tạm đứng thứ 3 bảng B, kém Việt Nam và Malaysia về chỉ số phụ. Họ sẽ trở về sân nhà để tiếp đón đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo vào ngày 30 tháng 12 tới. Tại giải Ngoại hạng Anh, những diễn biến của loạt trận boxing đây không có nhiều bất ngờ khi các tên tuổi lớn như Arsenal, Liverpool và Newcastle United đều không khó giành chiến thắng vào hôm thứ hai. Đêm qua đến lượt Chelsea và Manchester United ra quân. Đây là hai ông lớn đang đứng ngoài nhóm top 4. Họ hiểu rằng nếu không tăng tốc trong giai đoạn này, thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường cho tấm vé tham dự Champions League. Tại vòng 17 giải Ngoại hạng Anh, Chelsea đã khép lại chuỗi 5 trận toàn hòa và thua tại Premier League bằng chiến thắng trước Bournemouth tại Stamford Bridge. Các bàn thắng của đoàn quân huấn luyện viên Graham Potter được ghi do công của Kai Havertz ở phút 16 và Mason Mount 8 phút sau đó. Thắng lợi này giúp The Blues có được 24 điểm và tạm thời vươn lên xếp thứ 8. Tuy nhiên, họ vẫn còn kém ngôi đầu của Arsenal đến 16 điểm. Khoảng 2-3 tuần lễ trước đợt nghỉ World Cup, chúng tôi đã thi đấu khá tệ tại Premier League. Toàn đội không có được kết quả như mong muốn. Tất cả đều cảm nhận rõ áp lực và sự kỳ vọng. Dĩ nhiên, một phần cũng do những chấn thương và các vấn đề xoay quanh World Cup. Dẫu vậy, đó chỉ là lý do chúng tôi phải tìm ra giải pháp cân bằng nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Thắng lợi đầu tiên của Chelsea tại Premier League kể từ ngày 16 tháng 10 xuất hiện một vết gợn khi hậu vệ Chris James tiếp tục dính chấn thương dù vừa mới trở lại thi đấu sau hơn 2 tháng. James có tên trong đội hình xuất phát của huấn luyện viên Graham Potter ở trận gặp Bournemouth nhưng bị thay ra ở phút 53 bởi Cesar Azpilicueta do tái phát chấn thương đầu gối.
Chris James đã thi đấu khá tốt trong khoảng thời gian có mặt trên sân, góp phần giúp The Blues dẫn trước 2-0. Tuy nhiên giờ đây, anh lại phải tiếp tục đối mặt với việc tạm nghỉ thi đấu một thời gian. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, trước đó đội bóng đang ngập lặn ở khu vực nguy hiểm là Nottingham Forest, Manchester United đã tìm được thắng lợi mong muốn trên sân nhà để áp sát top 4. Chỉ mất 22 phút, Marcus Rashford và Anthony Martial đã thay nhau xé lưới đối thủ, đưa Quỷ đỏ vượt lên dẫn 2-0. Đến phút 87, cầu thủ vào sân thay người Forest giúp đoàn quân Erik ten Hag ấn định thắng lợi 3-0 để có được 29 điểm, kém vị trí thứ tư của Tottenham Hotspur đúng 1 điểm. Sẽ luôn có một câu hỏi rằng, việc tái khởi động mùa giải sẽ như thế nào? Chúng tôi đã chơi với hàng phòng ngự 4 người, gồm những nhân tố chưa từng sát cánh cùng nhau. Nhưng chúng tôi đã ghi đến 3 bàn thắng và không để thủng lưới lần nào. Còn đòi hỏi gì hơn màn trình diễn như thế? Ngoài ra, Raphael Varane là một cầu thủ hàng đầu. Cậu ấy vừa trở lại từ World Cup, nhưng đã thể hiện rất xuất sắc. Varane một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của cậu ấy trong đội bóng. Ở La Liga, sau khi chia tay tiền đạo Mateus Cunha, Atletico Madrid đang gấp rút tìm kiếm một cây làm bàn cho hàng công. Bởi tương lai của João Félix cũng là một dấu hỏi lớn. Báo giới cho hai lãnh đạo đội bóng thủ đô đang nhanh chóng liên hệ với Real Betis để hỏi về trường hợp của tiền đạo Borja Iglesias, chân sút có phong độ hết sức ổn định trong những mùa giải gần đây La Liga. Nhằm tìm kiếm nhân tố thay thế João Félix, một khi tiền đạo người Bồ Đào Nha chính thức rời khỏi Atletico Madrid, đội chủ sân Metropolitano đang nhắm đến chân sút Borja Iglesias của Real Betis. Borja hiện đã có được 8 bàn thắng tại La Liga Santander ở mùa bóng này, chỉ xếp sau Robert Lewandowski của Barcelona và nhiều hơn tất cả các tiền đạo đang khoác áo Atletico hiện tại như Alvaro Morata hay Antoine Griezmann. Cầu thủ có biệt danh gấu trúc gia nhập Real Betis từ Espanyol cách đây 3 năm với mức phí 28 triệu euro cùng bản hợp đồng còn thời hạn đến năm 2026. Nếu gia nhập Rohi Lancos, đây rõ ràng là bước tiến trong sự nghiệp của tiền đạo 29 tuổi người Tây Ban Nha. Người đại diện của tiền đạo Karim Benzema, Karim Zaziri, đã chỉ trích huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp Didier Deschamps không lựa chọn Benzema vào đội hình thi đấu của Le Bleu ở giai đoạn knock-out tại World Cup vừa qua. Zaziri đã đăng bài trên trang Twitter tiết lộ rằng ông đã tham khảo 3 chuyên viên y tế khác nhau và tất cả đều khẳng định Benzema hoàn toàn đủ khả năng thi đấu kể từ vòng tứ kết, nhưng đã bị huấn luyện viên Deschamps lờ đi. Benzema rút khỏi đội tuyển Pháp trong giai đoạn chuẩn bị trước World Cup vì chấn thương. Huấn luyện viên Deschamps sau đó quyết định không gọi cầu thủ khác thay thế. Chính điều này đã làm dấy lên tin đồn quả bóng vàng 2022 sẽ có thể trở lại từ vòng knock-out, nhưng điều đó đã không xảy ra. Benzema đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế chỉ một ngày sau khi Pháp để thua Argentina trong trận chung kết World Cup 2022. Hậu vệ Sergi Roberto sẽ hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ Barcelona vào cuối mùa bóng này, nhưng có vẻ như anh đang muốn tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Camp Nou cho đến khi giải nghệ. Hậu vệ 30 tuổi gia nhập La Masia từ Gymnastic vào năm 2006. Anh có lần đầu tiên ra mắt đội 1 Barca vào năm 2010 và hiện đã trải qua 328 trận đấu trong màu áo Blaugrana. Khởi đầu ở vị trí tiền vệ, nhưng bây giờ anh lại thường xuyên được sử dụng ở vị trí hậu vệ cánh phải trong màu áo Barca. Trong năm mới 2023, Roberto cần phải chứng minh cho Barca thấy anh xứng đáng được ở lại câu lạc bộ mà anh yêu mến. Phía bên kia thủ đô Tây Ban Nha, Real Madrid luôn có một chính sách chuyển nhượng khôn ngoan khi nhắm đến những cầu thủ chất lượng nhưng lại ra đi tự do. Họ đã thành công với những David Alaba, Antonio Rudiger trong những năm gần đây. Bây giờ Los Blancos lại chuẩn bị sẵn một kế hoạch để chiêu mộ Alphonso Davies, hậu vệ trái của câu lạc bộ Bayern Munich, cầu thủ luôn nằm trong top những hậu vệ hai trái hay nhất thế giới trong những năm gần đây. Theo Diario AS, câu lạc bộ Real Madrid đang muốn có sự phục vụ của hậu vệ trái đang khoác áo Bayern Munich, Alphonso Davies kể từ năm 2024. Davies hội đủ nhiều yếu tố như sức mạnh, sự chính xác và khéo léo. Mặc dù mới chỉ 22 tuổi, nhưng anh đã là cầu thủ dày dặn kinh nghiệm tại hùng xám xứ Bavaria. Ngoài ra, việc Ferland Mendy không thuyết phục được ban lãnh đạo Real Madrid đặt niềm tin vào anh cho tương lai, khiến kênh trần trắng phải tìm kiếm những phương án khác. Chủ tịch Florentino Perez đã xem hai tài năng trẻ là Enrique và Davies là những nhân tố quan trọng cho mùa giải 2024-2025. Alphonso Davies sẽ kết thúc hợp đồng hiện tại với Bayern Munich vào năm 2025 và hiện được định giá khoảng 70 triệu euro. Câu lạc bộ Paris Saint-Germain vừa cho phép Lionel Messi ở lại Argentina đến ngày 1 tháng 1 năm 2023 để ăn mừng danh hiệu vô địch World Cup 2022. Mặc dù trận đầu tiên của PSG tại Ligue 1 khi giải đấu tái khởi động diễn ra vào rạng sáng mai với đối thủ Strasbourg, nhưng Messi sẽ chỉ trở về thủ đô Paris vào ngày 2 hoặc 3 tháng 1.
Trong khi đó, những ngôi sao khác của câu lạc bộ đều đã trở lại tập luyện, bao gồm Kylian Mbappe, Ashraf Hakimi và Neymar. Tất cả đều sẵn sàng cho trận gặp Strasbourg. Huấn luyện viên trưởng Christophe Galtier cho biết các cầu thủ đều đủ điều kiện thể lực, nhưng có thể sẽ được luân phiên nghỉ ngơi trong vài tháng tới để tái tạo tinh thần nhằm sẵn sàng cho giai đoạn quyết định của mùa giải. Kylian Mbappe muốn sớm được ra sân thi đấu, nhưng điều đó không có nghĩa đây là lúc thích hợp cho Kylian và cả Hakimi nữa. Họ sẽ cần thời gian nghỉ ngơi để tái tạo, không chỉ về mặt thể chất mà còn về mặt tinh thần. Tại vòng 9 giải bóng đá vô địch quốc gia Australia A-League, Newcastle Jets có chuyến hành quân đến sân của Adelaide United. Sau giai đoạn tạm nghỉ của cúp, các cầu thủ hai bên dường như vẫn chưa tìm được cảm giác tốt nhất. Thế nên dù rất nỗ lực, nhưng chỉ có duy nhất một bàn thắng được ghi nhờ công của tiền đạo Sotirio ở phút 25. Thắng tối thiểu, Newcastle Jets đã vươn lên vị trí thứ 6 bằng điểm với Adelaide United, nhưng kém hơn về chỉ số phụ. Như một thói quen, quần vợt thế giới sẽ tề tựu với Australia cho những hoạt động đầu mùa giải mới khi tất cả đều dõi theo giải quần vợt Úc mở rộng. Việc Novak Djokovic được chấp nhận tham dự giải đấu năm nay là một tin vui với người mộ khi Nô Lê luôn nhận được sự chào đón tại Melbourne. Với ban tổ chức giải, đẳng cấp của tay vợt người Serbia sẽ mang đến nhiều giá trị về chuyên môn và hình ảnh cho giải Grand Slam đầu tiên trong năm. Giám đốc Grand Slam đầu tiên trong năm Australian Open Greg Stiley đã gửi lời chào mừng tay vợt Novak Djokovic trở lại với giải đấu trong năm 2023. Cựu tay vợt số 1 thế giới từng bị trục xuất khỏi Australia hồi đầu năm nay vì những vấn đề xoay quanh việc không chấp nhận tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19. Gần 12 tháng trước, Djokovic được cấp thị thực miễn trừ đặc biệt nhằm tham dự Australian Open 2022 dù chưa tiêm vaccine. Tuy nhiên sau đó, chính phủ Australia quyết định hủy bỏ thị thực nhập cảnh của tay vợt người Serbia, đồng thời cấm anh không được tham dự giải đấu này trong vòng 3 năm. Dẫu vậy, giờ đây chính phủ Australia đã quyết định dỡ bỏ ăn cấm này, đồng thời tạo hành lang an toàn cho Djokovic có thể chinh phục danh hiệu Australian Open lần thứ 10 trong sự nghiệp. Ngoài ra, tay vợt nước chủ nhà Nick Kyrgios cũng tuyên bố sẽ tham dự Australian Open 2023. Anh cùng với tay vợt nữ Ashley Barty là hai niềm hy vọng lớn nhất của Australia, hòng chinh phục hai nội dung đánh đơn tại giải Grand Slam đầu tiên trong năm. Novak Djokovic đã 9 lần vô địch Australian Open. Chúng tôi sẽ chào đón cậu ấy trở lại Australia. Tôi nghĩ Nole sẽ lại là ứng cử viên cho danh hiệu vô địch năm nay. Cậu ấy đã khép lại năm 2022 một cách mỹ mãn. Nole rất muốn cân bằng kỷ lục Grand Slam hiện tại được nắm giữ bởi Rafael Nadal. Ngoài ra, cậu ấy còn muốn trở thành tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sử. Người dân Australia rất yêu tennis, thích được xem những tay vợt hàng đầu thi đấu, yêu những màn so tài đỉnh cao. Vì thế, tôi hoàn toàn tự tin người hâm mộ sẽ tôn trọng quyết định này. Sự kiện quần vợt đầu tiên mở màn năm mới 2023 mang tên United Cup đã sắp sửa được khởi tranh. Sau quãng nghỉ Giáng sinh, các tay vợt hàng đầu thế giới đã đáp chuyến bay đến Australia nhằm tham dự giải đấu đồng đội hoàn toàn mới này. 18 quốc gia với mỗi nước bao gồm 4 tay vợt nam và 4 tay vợt nữ sẽ tranh tài nhằm tìm ra nhà vô địch đầu tiên của United Cup. Các nước sẽ được chia vào 6 bảng, mỗi bảng gồm 3 đội. Các đội sẽ thi đấu 5 trận, bao gồm 2 trận đơn nam, 2 trận đơn nữ và 1 trận đôi nam nữ phối hợp ở vòng đấu bảng. 6 đội đứng đầu 6 bảng sẽ đối đầu với nhau để tìm ra 3 đại diện đi tiếp vào bán kết. 8 vé bán kết còn lại sẽ dành cho quốc gia không đứng đầu ở bảng đấu của họ nhưng có thứ hạng cao nhất hiện tại. Vòng bán kết và chung kết sẽ được diễn ra tại thành phố Sydney. Thông tin quần vợt vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Esports ngày 28 tháng 12. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các bản tin tiếp theo.